Cô Hân chào các em trường trung học cơ sở Chu Văn An đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Các em có biết không, mỗi viên gạch trong một ngôi nhà, mỗi căn hộ trong một tòa chung cư, mỗi khoang nhỏ trong một tổ ong đều là những đơn vị cơ sở trong một hệ thống lớn. Vậy trong cơ thể sống, đơn vị cơ sở đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề 6, tế bào, đơn vị cơ sở của sự sống. Bài 17, tế bào. Nội dung của bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, khái quát chung về tế bào. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tế bào là gì, tìm hiểu về kích thước và hình dạng của tế bào, tìm hiểu các thành phần chính của tế bào. Ở hai La Mã chúng ta sẽ tìm hiểu sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự lớn lên của tế bào và tìm hiểu sự sinh sản của tế bào. Chúng ta cùng tìm hiểu tế bào là gì. Ở con thạch sùng còn gọi là con thằn lằn, các nhà nghiên cứu đều tìm thấy các bộ phận của con thạch sùng đều được cấu tạo từ các tế bào. Mà con thạch sùng này là động vật nên các tế bào này còn được gọi là tế bào động vật. Còn ở cây cà chua, từ rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt đều được cấu tạo nên từ các tế bào. Mà cây cà chua là thực vật nên các tế bào này còn gọi là tế bào thực vật. Vậy đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì? Đơn vị cấu trúc nên con thạch sùng và cây cà chua là tế bào đó các em. Vậy tế bào là gì? Chúng ta đều biết là tất cả các loại sinh vật đều cấu tạo từ một hay nhiều tế bào. Từ những sinh vật có cấu tạo đơn giản như là vi khuẩn, nấm men, đến những sinh vật có cấu tạo phức tạp như là thực vật, động vật và con người. Từ đó chúng ta rút ra khái niệm tế bào là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống. Tuy nhỏ bé nhưng tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như sinh trưởng, lớn lên, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết và sinh sản. Trong cơ thể sinh vật, tế bào có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau và đa dạng. Cô ví dụ, tế bào vi khuẩn có kích thước 1 micromet, có nghĩa là bằng 1/1000 mm, rất nhỏ đúng không nào các em? Còn đây là hình ảnh phần lớn nhiều tế bào động vật và tế bào thực vật có kích thước từ 10 micromet cho đến 100 micromet. Kích thước 100 micromet này rất là nhỏ, mắt thường chúng ta không thể nào quan sát được. Còn đây là tế bào trứng cá chép và tế bào trứng ếch, có kích thước là từ 1 mm cho đến 10 mm. Và đây là những tế bào này chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường. Còn đối với những tế bào mà kích thước nhỏ hơn 100 micromet thì các em sẽ quan sát bằng gì nào? À, chúng ta sẽ quan sát bằng kính hiển vi quang học. Các em chép bài phần này cho cô. Tế bào có kích thước nhỏ, phần lớn không quan sát được bằng mắt thường mà chúng ta phải sử dụng kính hiển vi. Chúng ta cùng tìm hiểu về hình dạng tế bào. Các nhà khoa học đã thống kê được các hình dạng phổ biến của tế bào là hình cầu, hình que, hình nhiều cạnh, hình dĩa, hình sao, hình thoi. Cô ví dụ, tế bào hồng cầu ở người có dạng hình dĩa lởm ở cả hai mặt. Tế bào thần kinh thì có dạng hình sao. Tế bào cơ trơn thì có dạng hình thoi. Tế bào nhiều cạnh có ở tế bào biểu bì lá cây. Tế bào cầu khuẩn thì có dạng hình cầu. Còn đối với các tế bào E. coli thì có dạng hình que. Trong cơ thể sinh vật, tế bào có hình dạng và kích thước đa dạng, phù hợp với chức năng chúng đảm nhiệm. Ví dụ, tế bào biểu bì có chức năng bảo vệ. Tế bào mạch dẫn có chức năng dẫn truyền nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng. Tế bào cơ có chức năng vận động. Các em ghi bài phần này cho cô. Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình cầu, tế bào trứng, hình dĩa, tế bào hồng cầu, hình sợi, tế bào sợi nấm, hình sao, tế bào thần kinh, hình trụ, tế bào mạch dẫn lá, hình thoi, tế bào cơ trơn, hình nhiều cạnh, tế bào biểu bì.
Tuy tế bào có kích thước nhỏ, nhưng tế bào có thể thực hiện được các quá trình sống cơ bản. Vậy tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào? Và chúng có chức năng gì để có thể giúp tế bào thực hiện được quá trình sống đó? Chúng ta cùng tìm hiểu về thành phần chính của tế bào. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Có hai loại tế bào: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật. Ở tế bào nhân sơ, chúng ta sẽ tìm hiểu về tế bào vi khuẩn. Ở tế bào nhân thật, chúng ta sẽ tìm hiểu về tế bào thực vật và tế bào động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về tế bào nhân sơ, đại diện là tế bào vi khuẩn. Hệ cấu tạo của tế bào gồm có các thành phần sau. Thứ nhất là phồng nhân. Thứ hai là chất tế bào. Thứ ba, màng tế bào. Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là các tế bào nhân thật. Chúng giống nhau về một số thành phần chính giúp tế bào thực hiện quá trình sống. Song chúng có những thành phần khác nhau liên quan đến chức năng của từng loại tế bào. Chúng ta tìm hiểu về cấu tạo tế bào thực vật. Cấu tạo tế bào động vật. Khi đã tìm hiểu về cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật, các em hãy cùng hoàn thành câu hỏi sách giáo khoa trang 87 với cô nhé. Các thành phần có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật. À, chúng ta quan sát hình thì chúng ta thấy tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật đều có màng tế bào. Chất tế bào, phồng nhân đối với tế bào nhân sơ, hoặc nhân đối với tế bào nhân. Em hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật. Điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật đó chính là màng nhân. Ở tế bào nhân sơ thì không có màng nhân, nhưng mà ở tế bào nhân thật lại có màng nhân. Đó là điểm khác biệt đó các em. Chúng ta cùng tìm hiểu về sự khác nhau cơ bản giữa tế bào động vật và tế bào thực vật. Sau khi tìm hiểu cấu tạo tế bào động vật, tế bào thực vật, em hãy cho biết thành phần nào có trong tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật. Thành phần có ở trong tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật đó chính là lục lạp. Lục lạp là bào quang chứa sắc tố có khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời để quang hợp. Ngoài ra còn có thành tế bào. Thành tế bào này người ta còn gọi là màng cellulose. Thành tế bào là một lớp cứng được tìm thấy bên ngoài màng tế bào và bao quanh tế bào.
thành tế bào cung cấp hỗ trợ và bảo vệ cấu trúc tế bào. Tại sao thực vật có khả năng quang hợp? Vì tế bào thực vật có chứa lục lạp. Bây giờ chúng ta làm bài tập xác định chức năng các thành phần của tế bào bằng cách ghép mỗi thành phần cấu tạo ở cục E với một chức năng ở cục B. Ở cục E cô cho thành phần cấu tạo tế bào, ở phần B chức năng. Các em đọc kỹ rồi các em sẽ ghép câu A ghép với câu gì, câu B ghép với câu gì, câu C ghép với câu gì nha các em. Chúng ta cùng xem đáp án. Màng tế bào có chức năng bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào. 2. Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. 3. Nhân tế bào hoặc phùng nhân là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Bạn nào sai thì sửa nha các em. Sau khi trả lời các câu hỏi ở trên, chúng ta rút ra được kết luận. Tế bào được cấu tạo từ 3 thành phần chính là màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào hoặc phùng nhân. Các thành phần này thực hiện các chức năng khác nhau. Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là tế bào nhân thật. Tế bào thực vật có bào quang lục lạp thực hiện chức năng quang hợp. Các em ghi bài phần này cho cô nhé. Như các em đã biết, các sinh vật được tạo nên từ các tế bào. Các sinh vật được tạo nên từ các tế bào. Chính vì vậy, các em thấy những sinh vật như cỏ, cây, hoa, lá và các loài động vật thì có khả năng sinh trưởng và phát triển được chính là nhờ vào sự lớn lên và sinh sản của các tế bào. Vậy sự sinh sản và lớn lên được diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Chúng ta cùng tìm hiểu sự lớn lên của tế bào. Các tế bào con mới hình thành có kích thước bé. Sau thời gian, tế bào con nó sẽ lớn lên về kích thước, khối lượng và thay đổi về hình dạng. Khi mà tế bào nó tăng đến một kích thước nhất định, sẽ trở thành tế bào trưởng thành. Thì lúc này người ta gọi đây là sự lớn lên của tế bào. Theo em, nhờ đâu mà tế bào nó lớn lên được? À, tế bào lớn lên được là nhờ vào quá trình trao đổi chất. Tế bào sẽ lấy các chất cần thiết ở bên ngoài môi trường vào bên trong tế bào, tạo ra các chất cần thiết, đó chính là chất dinh dưỡng cho tế bào phát triển. Quan sát hai hình 17.6A và 17.6B, các em hãy cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào. Dấu hiệu cho thấy sự lớn lên của tế bào đó chính là tăng lên về kích thước và các thành phần của tế bào như màng tế bào, chất tế bào và nhân tế bào. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con. Quá trình này còn gọi là sự sinh sản của tế bào. Chúng ta cùng tìm hiểu nha các em. Các em quan sát đây là tế bào thực vật. Như vậy, từ một tế bào ban đầu, chúng ta thấy là tạo ra mấy tế bào con các em? À, tạo ra hai tế bào con. Chúng ta đã tìm hiểu về sự sinh sản của tế bào thực vật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tế bào động vật có sinh sản giống như tế bào thực vật hay không. Các em cùng quan sát. Như vậy chúng ta thấy cũng từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra mấy tế bào con các em? À, cũng tạo ra được hai tế bào con từ một tế bào mẹ ban đầu. Chúng ta cùng quan sát số tế bào con được tạo ra ở lần phân chia thứ nhất. Ở lần phân chia thứ hai, ở lần phân chia thứ ba, và ở lần phân chia N tạo ra bao nhiêu tế bào con? Chúng ta sẽ tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ N trong sơ đồ sau.
Ban đầu cô có một tế bào. Sau lần sinh sản thứ nhất, cô được mấy tế bào con các em? À, cô được 2 tế bào con. À, 2 tế bào con này sẽ bằng 2 lũy thừa 1, đúng không nào? Có nghĩa là bằng 2 nhân 1. Sau lần phân bào thứ hai thì cô được mấy tế bào con? Các em đếm đi. À, cô được 4 tế bào con. 4 tế bào con này sẽ bằng 2 nhân 2 bằng 2 lũy thừa 2. Rồi bây giờ chúng ta xem nha, lần phân bào thứ ba sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con? Các em đếm cho cô nào. À, chúng ta tạo ra được 8 tế bào con. Và 8 tế bào con này sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 2 sẽ bằng 2 lũy thừa 3. Vậy người ta hỏi là lần phân bào thứ N sẽ tạo ra được mấy tế bào con? Các em có tính được nào? À, chúng ta cũng có thể tính được số tế bào con ở lần phân bào thứ N bằng công thức sau. 2 lũy thừa N với N là số lần phân bào. Bây giờ các em thử áp dụng hồi nãy nè. Hồi nãy một lần phân bào thì là 2 lũy thừa 1, có nghĩa là 2 tế bào con. 2 lần phân bào là 2 lũy thừa 2. 2 lũy thừa 2 là mấy tế bào? 4 tế bào. 3 lần phân bào sẽ là mấy? 2 lũy thừa 3 sẽ là 8 tế bào. Như vậy chúng ta có thể tính được số tế bào con bằng công thức 2 lũy thừa N. Các em nhớ công thức này để sau này chúng ta tính toán cho dễ nha các em. Bây giờ chúng ta cùng áp dụng bài tập nha các em. Các em hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ 5 của tế bào. À, chúng ta có thể tính được số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ 5 của tế bào bằng công thức 2 lũy thừa 5 sẽ bằng 32 tế bào con. Và bây giờ người ta cho số tế bào con là 64. Người ta yêu cầu mình tính số lần phân bào. Các em có tính được không nào? À, chúng ta cũng thể tính được dễ dàng bằng công thức 2 lũy thừa N, đúng không? Và 2 lũy thừa N của mình bằng 64. 64 này cô sẽ bằng 2 lũy thừa 6. Như vậy số lần phân bào chính là 6. Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng sinh sản? Ở cơ thể thực vật, các tế bào đã sinh sản và phân hóa thì không sinh sản được nữa. Chỉ có ở tế bào mô phân sinh như là đầu, chốt rễ, chòi mới có khả năng sinh sản. Tế bào thần kinh ở người sau khi được việt hóa cũng không còn khả năng sinh sản mà tồn tại ở trạng thái đó và thực hiện chức năng nhiễm truyền xuống thần kinh. Tế bào hồng cầu sau khi được việt hóa mất nhân thì chúng chỉ hoạt động một thời gian, có thể phai tuân rồi bị chết và được thay thế bằng tế bào mới. Ở người trưởng thành, mỗi giây cơ thể có thể sản sinh trung bình khoảng 2 triệu tế bào. Điều gì xảy ra nếu cơ thể không điều khiển được sự sinh sản của tế bào? Thông thường, quá trình sinh sản của tế bào trong cơ thể đều được điều khiển chính xác, tạo ra vừa đủ số lượng để bù vào số tế bào cần thay thế. Tuy nhiên, trong trường hợp sự sinh sản tế bào không thể kiểm soát dẫn đến tế bào sinh sản liên tục sẽ tạo nên các khối u. Các khối u ảnh hưởng đến chức năng bình thường của cơ thể. Em bé sinh ra nặng 3kg, khi trưởng thành cơ thể nặng 50kg. Theo em sự thay đổi này do đâu? À, sự thay đổi này là do sự tăng lên về khối lượng và kích thước cơ thể, là do sự lớn lên và phân chia của tế bào. Các em ghi bài phần này nha. Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên. Khi đạt kích thước nhất định, một số tế bào thực hiện phân chia tạo ra các tế bào con, còn gọi là sự sinh sản của tế bào. Sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật? À, sự phân chia của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên và sinh sản của sinh vật. Như vậy, sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế cho các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật. Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mỗi cơ thể sống. Các em hãy ghi bài phần này cho cô. Vì sao khi mà con thằn lằn đứt đuôi, đuôi của nó có thể được tái sinh nè các em? Vì do các tế bào có khả năng sinh sản để thay thế các tế bào đã mất.
Bây giờ chúng ta sang phần củng cố, quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau. A. Thành phần nào là màng tế bào? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Em chọn đáp án là câu nào? Ở câu A này chúng ta chọn đáp án chính là câu A. Thành phần nào là màng tế bào? Đó là số 1. Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào? Chúng ta chọn đáp án là câu nào các em? À, đáp án của mình là câu C, là nhân tế bào. Tiếp sau là bài thực hành. Các em cần phải đọc trước nội dung bài thực hành. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Các em nhớ về nhà học bài và xem trước bài thực hành cho cô nhé.